khán giả thân mến, thông tin nhiều trường hợp F0 đã tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn có diễn biến nặng, thậm chí tử vong khiến nhiều người lo lắng, hiểu sai về hiệu quả của vaccine và có nhiều ý kiến tiêu cực kêu gọi không tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới và thực tế tại các nước, việc tiêm vaccine mặc dù không hoàn toàn giúp người tiêm miễn nhiễm với COVID-19, nhưng nó giúp hạn chế lây lan dịch bệnh và hạn chế tỷ lệ chuyển nặng, tử vong do COVID-19. Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 4 tháng 12, gần 127 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 93% cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 2 là hơn 70%. Tại Tây Ninh, đến ngày 6 tháng 12 năm 2021, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 là 96% và mũi 2 là 90,78%. Tỉnh cũng đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời có kế hoạch và hướng dẫn tiêm mũi tăng cường, tức là mũi bổ sung cho một số nhóm đối tượng được khuyến cáo. Tuy nhiên, trong những ngày qua, Tây Ninh đang nằm trong những tỉnh có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất cả nước, với trung bình hơn 500 ca nhiễm mỗi ngày. Điều này khiến người dân lo lắng vì ngay cả khi tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19. Tiêm vaccine là giúp cơ thể tạo ra miễn dịch đặc hiệu đối với virus, thì nó giúp ngăn chặn sự xâm nhập vào của virus vào cơ thể. Và nếu mà có những xâm nhập vào cơ thể thì cũng sẽ hạn chế sự phát triển của virus bên trong cơ thể. Do đó nó sẽ làm giảm tỷ lệ bệnh nhân nhiễm bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng và giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm COVID-19. Thì vaccine không bảo vệ hoàn toàn chúng ta không bị nhiễm COVID-19. Nhưng mà khi được tiêm vaccine đầy đủ thì khi nhiễm bệnh thì đa phần là không triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là nhẹ và thời gian hồi phục cũng rất là nhanh. Và lỡ không may mà nó trở nặng đi thì nó khả năng hồi phục nó cũng nhiều hơn so với bệnh nhân không được tiêm vaccine. Và quan trọng nhất là cái di chứng mà sau khi bị nhiễm bệnh cũng ít hơn so với những bệnh nhân mà không được tiêm vaccine. Thực tế tại Tây Ninh, do tỷ lệ người dân tiêm chủng đạt tỷ lệ cao, trên 90%, mặc dù trong những ngày qua số ca nhiễm mới tăng cao, tuy nhiên đa phần là những trường hợp nhiễm không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến lên tầng 2 chỉ chiếm dưới 3%, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng phải chuyển tầng và điều trị tích cực chiếm 0,3% và tỷ lệ tử vong rất thấp, dưới 1%. Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy tỷ lệ tử vong tập trung chủ yếu vào nhóm người lớn tuổi, có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine COVID-19. Trong số những trường hợp người nhiễm COVID-19 mới tại Tây Ninh, thì tỷ lệ người chưa được tiêm vaccine COVID-19 chiếm đến 32,4% và đa số những bệnh nhân chưa tiêm vaccine sẽ ở nhóm phải chuyển tầng để theo dõi, điều trị và chiếm tỷ lệ tử vong cao. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, đa phần người chưa tiêm vaccine đều có lý do như có nhiều bệnh lý nền chống chỉ định với vaccine hoặc nhiều người mang bệnh nền nên sợ không dám tiêm. Cũng có những người không tiêm vì cho rằng người già chủ yếu ở nhà, không đi ra ngoài nên không tiêm, sợ tuổi cao sẽ biến chứng ảnh hưởng sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam trong 5 công cụ hiệu quả để kiểm soát dịch COVID-19, thì bao phủ vaccine ở các quần thể dân số phù hợp được coi là biện pháp có thể tạo ra sự thay đổi toàn bộ cục diện, cùng với các biện pháp 5K tiêm vaccine được xem là biện pháp hiệu quả nhất cứu sống con người trong đại dịch. Thưa quý vị khán giả, việc tiêm đủ liều vaccine cơ bản là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nên cần được ưu tiên tối đa. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước, Bộ Y tế đã có kế hoạch tiêm vaccine nhắc lại cho người dân. Thực hiện tiêm liều bổ sung và nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19. Đối tượng, người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine. Có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Loại vaccine, cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA. Khoảng cách,
tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine. Tiêm liều vaccine nhắc lại phòng COVID-19. Đối tượng, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vaccine, nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine, thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau, thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm, thì có thể tiêm mũi vaccine nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine AstraZeneca. Khoảng cách, tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Lưu ý, vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại, vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt. Liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Thưa quý vị khán giả, với tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều biến động như hiện nay, việc tiêm chủng mang lại lợi ích bảo vệ tốt hơn so với việc không tiêm chủng. Đặc biệt, miễn dịch cộng đồng càng cao sẽ càng bảo vệ được những người có bệnh nền, những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc người có nguy cơ tử vong do COVID-19. Vì vậy, khi tiêm chủng vaccine an toàn, mỗi mũi tiêm đều giúp nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh nặng và bảo vệ những người xung quanh. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý vị khán giả cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về dịch COVID-19 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!